Chị Châu ăn ăn tối món món thịt nướng trên đá đá nhân thịt lava lava bốc stone grill. Bây giờ mình ăn cái món cá miệng, tức là bánh mì nướng tỏi. Mời cả nhà ăn nha, bánh mì nướng tỏi. Bánh này là có bơ với lại tỏi thôi à, ăn rất là ngon. Đây là món bò bò wagyu, wagyu cốt nè. Miếng này miếng thịt bò này với lại rau thịt salad include hả, include with wagyu hả? Là 55 đô Úc. Đây là phần của Nick đây. Nick là món bò luôn. Đây là I fillet hả? And corn. What sauce Nick? Mushroom hả? Pepper. Pepper. Cái sauce này của mình là mushroom, là nấm á, sauce nấm. Mời cả nhà ăn nha. Put him on the grill. You want to come back? Naughty. Very. 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 How are we going? Good. I love this. I'm gonna go, hi! That's it. Smell good. Smells sensational. Mùi thơm rất là... It's not cooked yet. You want to slice it and pull it off? I don't know how to do it. Ăn món bò này á là cái ăn trên cái đá, nướng trên đá này mà không có được cái ăn. Mình sợ hả con? Cho nên em rất là bảo vệ.
ớt với lại mật ong này cả nhà, ớt mật ong. Anh kèm với lại salad như là bí ngòi. You like the wagons? Chỉ có thịt nạc thôi, nhưng mà cái thịt phần thịt đó là nó mềm nhất trong cái con bò. Thịt bò bagel á là nó cắt cái phần này là phần gram, cái này là phần gram của con bò, tức là cái phần trên cái đùi gần cái mang con đùi á, gần cái mang con bò chứ. That's the best. Ăn vậy mới ngon đó, người mà biết ăn bò là phải ăn bò tái gì đó. Honey, chili's nice. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Châu nha. Giờ Châu cũng ăn cũng xong rồi. Nhà nước ăn phụ, ăn không hết. Cảm ơn cả nhà theo dõi video của Châu nha. Nếu cả nhà yêu thích thì đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh của Châu, ủng hộ Châu nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kế tiếp. Đây là tiệm bán kem với lại kẹo ngọt, bánh ngọt. Rất nhiều loại bánh kẹo ở đây, y như là kẹo theo lèo vậy ha. Nhưng mà ở đây là hạt macadamia với lại đường. Đây là sô-cô-la, bánh kẹo các loại. Đây là kem của mình, macadamia. Đây là kem của Đan Mạch, cái hiệu này của Đan Mạch nè. Đây bán mật ong, có cái gì đó, honeycomb á. Giá mật ong nè. Đó sao? Đây là các sốt để mình ăn thịt đó. Ở đây là bên ngoài khu mua sắm. Ở đây gọi là Shopping Village. Nó không có shopping mall như là ở thành phố. Dọc hai bên đường này có rất nhiều nhà hàng, quán cà phê, các tiệm bán quà lưu niệm và quần áo thời trang. Đây là chỗ chuyên bán mussel, là con chim chép, con hào với lại tôm. Địa chỉ 66 Bolton Road, Jervis Bay, Shellfish Market. Ở đây là bán bò sỉ nè. Đây hào này là hào
Thái Bình Dương nè. Nó khác với là cái hào City đó. Đây, hào người ta đựng trong cái hộp rất là đẹp ha. Người ta giữ cái nhiệt độ rất là lạnh để hào Kiều Tư nè. Dạ rồi. Đây là tôm tiger prawn, là tôm cọp, tại nó có vằn vằn như con cọp á. Còn đây là hàu châu bỏ muối ớt tôm với lại chà bông vô ăn sống với nặng chanh thiệt là nhiều vô ăn rất là ngon luôn. Quá trời cua luôn nè. Cua gì nó màu xanh ngộ quá. Nick ai. Don't get yourself in the car. I'm tired. This one, huh? Hmm. Acting dead. Pretend, huh? Hmm. Cua màu xanh ngộ quá. Rồi. Ngộ quá, ha. Cua ngộ chưa? Chạy kìa. Ôi quá trời nhiều cái lỗ cua luôn nè. Đầy hết á. No, they are not dead. That's dead. Why? Đây. Nobody eat them, huh? Yeah, blue, little blueies. Mm. He's going heading for a hole, where's my hole? You missed a big one there, bro. There he goes. Look, you're missing all the holes, mate. Doesn't know where to go. He's run past all the holes. They either found the hole. You're gonna dig, I guess. You're gonna dig his own hole. Where? Cảnh hoàng hôn ở biển. Bây giờ là cũng hơn 4 giờ chiều rồi. Ngoài biển đây cũng không có đông lắm. Cái chỗ này người ta cắm trại cũng nhiều phía trên kia kìa. Nhưng mà bây giờ mình không có thấy nhiều người xuống đây tắm. Ở đây là cái creek, là giống như cái con sông nhỏ từ ở bên kia chảy qua nè. Nó cái con sông đó chảy ra biển. Ở xa xa là có người đang chơi cái môn thể thao này. Ở đây cái nước nó lúng, cái cát nó lúng gì lắm. Đi nó lúng cái chân mình xuống luôn á. Ở đây cát nó lúng ghê lắm. Nick cũng bị lúng nữa kìa. What is called Nick? Yeah. Đừng có lại gần mấy cái hố này, nó lúng ghê lắm. Yeah, it's about to sink my leg too. Đây đi cát nó lúng dữ lắm nè. Nick, it's hard to go past the water. Đi ở trên nước nè, nó lúng.
lúng ghê lắm. Khó đi lắm. Đây cái lỗ nè. Bãi biển hoang sơ. Đây là những dấu chân của Nick và của Châu nè. Nguyên một cái bãi đất này có toàn là dấu chân của hai đứa luôn. Đi ngoằn ngoèo này là do mình với cái con cua á. Con cua nó chạy cái mình chạy theo con cua nè. Đây là dấu chân của Nick nè. Là những ngôi nhà gọi là waterfront á, là ngay biển luôn nè. Nó nhà ở đây ha, bên đây là công viên, phía trước mặt đây là biển. Bữa nay chim hót quá chừng luôn. Ở đây có nhiều cây to đẹp lắm. Công nhận ở đây yên tĩnh, nghe tiếng sóng biển với chim hót.